Chào các bạn, chúng ta đến với một cái mã máy hàn nước là Godox 936A. Đây, toàn bộ sản phẩm chúng ta sẽ gồm là một máy, một tay hàn, một giá đỡ và tấm bọt biển. Hàng theo máy nó hơi mong manh. Nhà mình còn rất nhiều cái mã bọt biển khác các bạn có thể lựa chọn thì các bạn truy cập no2.vn các bạn nhé. Và một lưỡi hàn như này, ở đây chúng ta đã có một cái lưỡi nhọn này để dùng anh em hàn bàn phím và nhiều cái chức năng khác theo máy. Một bộ như này các bạn. Tất cả một bộ như này cộng vỏ hộp sách hướng dẫn sử dụng là 439k. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một tháng các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn rất rất nhiều cái mã má máy hàn khác ở trên trang web no2.vn. Còn mua số lượng thì bước máy con mình theo số là 0906 lựa chọn thêm lưỡi hàn để phong phú và đa dạng với từng mối hàn thì các bạn cũng có thể vào lô 2 ở đây có matrix mạo vàng này mưa cái lưỡi PD này PBD màu đen hay lưỡi của máy hàn quick bắc máy và cái mã hơn 100 nghìn này đây này quay ly rất nhiều cái mã cái lưỡi hàn của chúng ta có thể lựa chọn cần mua hàng thì các bạn bốc máy côn tùng theo số là 0906 010103 hoặc là inbox zalo mình tư vấn từng mã cho các bạn cảm ơn các bạn